Miền núi Quảng Ngãi sau 35 năm tái lập tỉnh, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, tạo động lực quan trọng cho người dân phát triển kinh tế. Bản làng ngày càng thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nói chung là đi vào thấy ổn định rồi. Vào các làng, các xóm đó, cái chuyện nhà ngói, nhà đắt tiền, rồi mua sắm đồ dùng trong gia đình, đồ dùng sinh hoạt là toàn là đồ đắt tiền không. Như xe Honda đời mới rồi. Rồi có nhiều nhà là mua cả xe con, nhà mua xe tải. Thì cái đó là cái điều kiện tốt nhất cho từ nay trở đi để phát triển kinh tế ở địa phương. Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ khó khăn. Kể từ sau ngày tái lập tỉnh, đảng bộ chính quyền huyện Ba Tơ đã tập trung phát huy các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển, hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế dựa vào tiềm năng và lợi thế của địa phương. Trong đó chủ yếu là trồng rừng và chăn nuôi. Tính riêng về nguồn thu nhập của người dân từ rừng nguyên liệu, mỗi năm hơn 900 tỷ đồng. Ba Tơ cũng là địa phương có đàn trâu lớn nhất tỉnh với hơn 28.000 con. Hộ nghèo cũng không có vốn, nhưng mà vài vốn ngân hàng chính sách một vài chục triệu mua bò, mua đồ chăn nuôi, có diện tích đất trồng cỏ để nuôi thêm các công vật khác nữa, như gà, heo, có thu nhập thêm trong gia đình. Các cái chính sách của miền núi cũng như là đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì huyện đã kịp thời triển khai, mà nhất là các cái chính sách liên quan đến cái chế độ cho người dân thì đã được toàn thể nhân dân hưởng ứng. Và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó với sự lãnh đạo của đảng và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền các cấp. Hiện nay chúng tôi đang tập trung thực hiện 3 cái chương trình tiêu quốc gia với cái sự quyết tâm rất là cao. Ở các huyện miền núi, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đa số nên nguồn vốn tín dụng chính sách rất cần thiết. Thông qua các hội đoàn thể, người dân được tiếp cận nguồn vốn vay. Khuyến nông địa phương còn hỗ trợ cách chăm sóc vật nuôi, cây trồng để người dân phát triển kinh tế hiệu quả. Từng là hộ nghèo và được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị Hồ Thị Trà có điều kiện phát triển trồng trọt chăn nuôi và mở thêm kinh doanh nhỏ. Kinh tế gia đình giờ đã khá lên. 2014 em có vay Ngân hàng Chính sách 50 triệu để em trồng keo. Sau 4 năm đó là em khai thác keo được 80 triệu, là em lấy cái số tiền đó là em mua thêm đồ dùng trong nhà với lại nuôi thêm heo. Và cuộc sống bây giờ ở nhà là cũng đỡ hơn hồi xưa nhiều. Từ cái nguồn vốn mà nó đã ra lửa đó, rồi bà con rồi nhân rộng ra là trồng rừng, trồng keo, rồi sau đó rồi còn nguồn vốn bà con đầu tư vô chăn nuôi, trong đó là chăn nuôi heo, chăn nuôi bò, lồng ghép rồi nuôi gà để mà đáp ứng cái cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân. Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị. Liên tiếp nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nghị quyết kết luận để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi. Nhiều nguồn lực được tập trung đầu tư. Riêng nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 là hơn 2.600 tỷ đồng. Các địa phương đã thực hiện hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khơi dậy được ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân. Đối với các công trình phát triển cơ sở hạ tầng đó, thì phải mang tính tập trung, mang tính liên kết vùng để mà thúc đẩy phát triển. Và các cái chương trình hỗ trợ khác đó, thì chúng ta đồng lòng ghép vào để vừa đạt được mục tiêu của chương trình này mà vừa đạt được mục tiêu của chương trình kia, với đảm bảo là 3 chương trình đó sẽ hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Và đối với các địa phương đó, mà về đích nông thôn mới đến năm 2025 á, thì lấy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình chuẩn để tổ chức lòng ghép triển khai thực hiện các chương trình này. Đối với các xã mà chưa về đích nông thôn mới đến năm 2025 thì lấy cái mục đích giảm nghèo là mục tiêu chính trong việc tổ chức lồng ghép của 3 chương trình tiêu quốc gia. Thì có thể nói rằng với quan điểm đó thì việc triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình tiêu quốc gia đi địa bàn huyện trong thời gian qua đó thì được các địa phương rồi huyện các địa phương tổ chức triển khai thực hiện thì cơ bản
đảm bảo tốt theo cái định hướng mà huyện đã xây dựng, đặc biệt là trong cái việc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Quảng Ngãi trong năm đầu tái lập tỉnh, tỷ lệ đói nghèo của tỉnh ở mức rất cao, đặc biệt là khu vực miền núi. Năm 2001, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi chiếm gần 60%. Đến năm 2019, giảm còn hơn 26%. Và đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 24%. Trong năm huyện miền núi, đến nay các huyện Ba Tơ, Sơn Hà và Minh Long đã được công nhận ra khỏi danh sách huyện nghèo trong cả nước. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc nhằm để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trong đó chúng ta cần phải nói đến đó là ba chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua các năm thực hiện chương trình, đến nay thì cơ bản bộ mặt của nông thôn miền núi cũng đã có nhiều khởi sắc. Nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã được nâng lên. Họ cũng tự tin và tự lực hơn trong thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội để giảm nghèo bền vững. Quảng Ngãi tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành chỉ thị số 34 ngày 6 tháng 12 năm 2023 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện miền núi. Tiếp tục tạo bứt phá về đổi mới tư duy, nhận thức và hành động của từng cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, khuyến khích hỗ trợ người dân khu vực miền núi thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục là tổ chức triển khai thực hiện tốt cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo ở các huyện núi. Bởi vì qua cái việc làm này chúng ta là mình có kết quả đạt được thật nhiều, nhưng mà những cái mà chúng ta thấy còn tồn tại nó không phải là ít. Thì các vị các mà khắc phục lại những cái tồn tại trước đây chúng qua cái thực tiễn chúng ta làm đó, đó cũng là một cái giải pháp để mà mình làm tốt hơn, làm sao đó mà khi mà phát triển là nó phải đảm bảo được cái độ bền vững và nó có cái tính tự lực tự cường. Chính bản thân của người dân đó, họ sẽ tự sáng tạo, họ tự nghiên cứu để mà họ tự vươn lên, họ thoát nghèo, để nó đảm bảo được là cái đó là cái mục tiêu mà nó rất là bền vững. Những thành tựu sau 35 năm tái lập tỉnh là động lực, niềm tin để các địa phương và đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi Quảng Ngãi tiếp tục chủ động sáng tạo và khát vọng vươn lên giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, có thêm một huyện miền núi ở Quảng Ngãi thoát khỏi huyện nghèo.